Vết thâm mụn, sẹo thâm là những di chứng hàng đầu khiến không ít chị em khổ sở sau quá trình trị mụn. Tuy nhiên, đối mặt với thâm mụn sẽ không còn là cuộc chiến gian khổ, mất nhiều thời gian hay tốn kém nữa. Chỉ với những nguyên liệu mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ngay tại căn bếp của mình, những vết thâm xấu xí sẽ nhanh chóng biến mất. Hãy cùng Blog New khám phá ngay 10 cách trị mụn thâm dưới đây, vừa hiệu quả lại đơn giản để bạn thực hiện ngay tại nhà. Đầu tiên, trước khi đi khám phá các mẹo trị thâm mụn hiệu quả, thì chúng ta cùng làm rõ nguyên nhân hình thành những vết thâm do mụn để lại nhé. Nguyên nhân hình thành vết thâm do mụn. Sau mụn, da bị tổn thương và phải cần thời gian tự chữa lành. Trong quá trình đó, vết mụn dễ bị tăng sắc tố, làm mất cân bằng và melanin sinh sôi. Từ đó, vùng tổn thương bị sậm màu, hình thành nên vết thâm kém thẩm mỹ, da mặt kém mịn và không đều màu. Nguyên nhân chính gây ra các vết thâm mụn bao gồm: điều trị mụn quá muộn, mụn tái lại nhiều lần dẫn đến trái cứng, nặn mụn vô tội vạ và không vệ sinh, dùng thuốc trị mụn không đúng cách khiến mụn nặng hơn, sinh viêm và để lại vết thâm, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không bảo vệ là nguyên nhân khiến hắc sắc tố melanin sản sinh làm thâm, vệ sinh da chưa sạch làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn và vết thâm mụn kéo dài. Các cách trị thâm mụn hiệu quả ngay tại nhà. 1. Trị thâm mụn với hỗn hợp mật ong và nước cốt chanh. Mật ong có tính kháng viêm kết hợp với axit trong nước cốt chanh sẽ làm sáng da. Đây sẽ là một hỗn hợp để giúp trị mụn cho da dầu và trị thâm hiệu quả. Cách trị thâm mụn với hỗn hợp mật ong và chanh như sau. Chuồn đều hỗn hợp 2 muỗng cà phê mật ong với 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Sau đó thoa hỗn hợp lên vùng da cần trị thâm và rửa sạch lại với nước sau 20 phút. 2. Lô hội có tác dụng trị thâm mụn hiệu quả tại nhà không ngờ. Lô hội từ trước đến nay luôn được các chị em yêu làm đẹp, ưa chuộng vì sự đa năng của nó. Ngoài cấp ẩm, làm mềm da thì trị thâm là chức năng ít ai biết đến. Chất nhầy của thịt lô hội kích thích da tổng hợp các collagen và sợi elastin. Điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình phục hồi da và điều trị thâm. Cách trị mụn bằng lô hội như sau. Tách lấy phần thịt lô hội trong suốt, chú ý làm sạch mủ. Sau đó đắp phần thịt lô hội đó lên vùng da bị thâm trong khoảng 20 phút. Bước tiếp theo rửa nhẹ nhàng với nước là sạch rồi nha. Thực hiện 3 lần trên 1 tuần, đến khi da mịn màng, hết sạch, vết thâm thì thôi. Ngoài ra thì bạn có thể kết hợp thêm vài giọt tinh dầu chanh hoặc là tinh dầu trà để tăng thêm hiệu quả trị thâm mụn. 3. Khoai tây trị thâm nhanh và hiệu quả. Trong khoai tây chứa các vitamin C, vitamin B2 và nhiều chất chống oxy hóa. Do vậy, khoai tây giúp trị thâm mụn và làm lành da nhanh chóng. Ngoài ra, khoai tây còn giúp trị mụn đầu đen ở mũi rất hiệu quả. Cách trị thâm mụn với khoai tây tại nhà như sau. Bước 1. Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch rồi ngâm khoảng 30 phút trong nước. Bước 2. Cắt lát khoai tây thật mỏng, đắp lên chỗ bị thâm. Bước 3. Thư giãn trong khoảng 30 phút và rửa sạch với nước. 4. Mặt nạ sữa tươi và bột yến mạch. Hỗn hợp trị thâm mụn hiệu quả tại nhà cho da khô. Trong sữa có các thành phần axit lactic, vitamin E và omega giúp làm mờ vết thâm rõ rệt. Ngoài ra, sữa và bột yến mạch còn cung cấp dưỡng chất để nuôi dưỡng da mịn màng. Cách làm mặt nạ trị mụn thâm với mặt nạ sữa tươi và bột yến mạch như sau. Bước 1. Trộn hỗn hợp sữa tươi không đường và một ít bột yến mạch. Bước 2. Thoa một lớp mỏng lên khắp mặt. Bước 3. Giữ nguyên trong khoảng 20 phút rồi massage nhẹ nhàng trước khi rửa sạch với nước ấm. 5. Trị thâm mụn với dầu thầu dầu, castor oil. Theo những nghiên cứu do Đại học Carolina thực hiện, thì trong dầu thầu dầu có hợp chất undecylenic acid. Loại acid này có khả năng diệt khuẩn, khử độc và giúp trị mụn trứng cá, mụn đầu đen. Mặc dù là dầu như castor oil có thể giúp bạn làm sạch lượng dầu dư thừa cùng những tạp chất trên mặt như là bụi bẩn, tế bào chết, từ đó giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn. Ngoài ra thì dầu thầu dầu cũng có tác dụng trị đốm nâu, thâm mụn và cân bằng những vùng da tối màu. Cách trị thâm mụn với dầu thầu dầu như sau. Bước 1. Thoa một lớp mỏng dầu thầu dầu lên vết thâm mụn. Bước 2. Massage nhẹ nhàng vùng da đó để dầu thẩm thấu và phát huy tác dụng. Bước 3. Sau khoảng 15 phút thì rửa sạch lại với sữa rửa mặt. Nên thực hiện cách làm này 2 lần trên 1 ngày để có được kết quả tốt nhất. 6. Lòng trắng trứng trị thâm mụn đơn giản. Đây là một nguyên liệu tự nhiên rất phù hợp cho việc trị mụn, trị thâm. Nhờ hàm lượng protein cao ở trong lòng trắng trứng mà những vết thâm sẽ bị đánh bật. Ngoài ra còn có tác dụng làm săn chắc làn da, xe khít sự giãn nở của những lỗ chân lông. Cách trị thâm với lòng trắng trứng như sau. Bước 1. Tách lấy lòng trắng trứng. Dùng cọ quét mặt nạ, quét một lớp mỏng vừa phải lên bề mặt da.
Bước 2, thư giãn trong 20 phút. Lưu ý không nên nói chuyện hay là cử động cơ mặt trong suốt quãng thời gian này. Sau đó thì rửa sạch lại với nước ấm và cảm nhận làn da mịn màng. Mặt nạ trị thâm này thì nên được thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. 7. Nghệ trị thâm hiệu quả và an toàn. Các nhà khoa học phát hiện ra hoạt chất curcumin trong nghệ sẽ hỗ trợ trị thâm rất tốt. Hoạt chất này giúp tái tạo da và kháng viêm mạnh mẽ, nhờ đó thâm mụn được ngăn ngừa và làm mờ đi rõ rệt. Hướng dẫn cách trị thâm mụn hiệu quả tại nhà với nghệ như sau. Bạn có thể sử dụng nghệ tươi hoặc là tinh bột nghệ tùy thích. Với nghệ tươi thì giã nát và đắp lên vùng thâm mụn. Còn với tinh bột thì trộn với sữa chua, dầu ô liu để tạo ra mặt nạ dưỡng da hàng ngày. Lưu ý là nên rửa kỹ vì nghệ làm vàng da của bạn đó. 8. Xông ngay mặt bằng baking soda trị thâm do mụn để lại lâu năm. Xóa sẹo làm mờ vết thâm bằng baking soda là công thức được nhiều người lựa chọn. Trên thực tế, baking soda không chỉ giúp giảm thâm, mờ sẹo mà còn được dùng vào mục đích sát trùng vết thương, hỗ trợ về tiêu hóa, viêm họng. Cách trị thâm mụn bằng baking soda như sau. Bước 1. Cho 2 thìa baking soda vào nước sôi. Bước 2. Thấm khăn bông vào cốc nước rồi trùm quanh đầu để xông. Bước 3. Làm liên tục khoảng 3-4 lần. Và bước 4. Lau lại mặt và dưỡng da như thông thường. 9. Cách giảm thâm mụn nhanh chóng với dầu dừa tốt nhất. Nếu chị em chưa biết phải làm sao để mặt hết thâm vì mụn, có thể tham khảo ngay với dầu dừa. Đây là nguyên liệu chứa nhiều axit béo bão hòa thiết yếu cho da. Ngoài ra, trong dầu dừa còn chứa các chất khoáng, các loại vitamin, canxi, beta carotene giúp dưỡng da tối ưu. Cách làm mờ thâm mụn nặng, sẹo rỗ bằng dầu dừa như sau. Bước 1. Làm sạch da rồi bôi một chút dầu dừa lên vùng da bị thâm sẹo. Bước 2. Massage mặt nhẹ nhàng rồi giữ dầu dừa trên da 10 phút. Bước 3. Rửa lại mặt với nước để tránh da bị bít tắc lỗ chân lông. Lưu ý, bên cạnh dầu dừa thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng dầu ô liu hoặc là dầu gấc, mỡ chăn để trị thâm. 10. Mẹo dùng vitamin E trị thâm mụn và loại bỏ quầng thâm mắt. Vitamin E được coi là thần dược trong việc làm đẹp da của các chị em. Sử dụng vitamin E dưỡng da sẽ giúp da đều màu, đánh bay thâm mụn hiệu quả. Mọi làn da từ da dầu, nhạy cảm cho đến da khô thì đều có thể áp dụng khá an toàn và hiệu quả. Các chuyên gia cho biết, dùng vitamin E đúng cách không chỉ xóa được thâm mụn mà cả quầng thâm ở mắt, nếp nhăn, tàn nhang đều có thể được hỗ trợ làm mờ. Hướng dẫn trị thâm mụn bằng vitamin E như sau. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu gồm 1-2 viên vitamin E. Bước 2. Vệ sinh mặt sạch. Bước 3. Bóc lấy gel bên trong viên nang vitamin E rồi bôi đều lên da. Bước 4. Sau 20 phút thì lấy bông tẩy trang, lau sạch lượng dầu thừa trên da. Bạn lưu ý là không để vitamin E dính vào mắt. Trường hợp bị dính thì nên rửa lại mắt thật sạch. Lưu ý với các cách trị mụn thâm tại nhà. 1. Rửa mặt 2 lần trên một ngày, sáng và tối. 2. Tẩy da chết đều 1 lần trên một tuần. 3. Sử dụng mỹ phẩm chất lượng và phù hợp với da. 4. Thoa kem chống nắng. 5. Tẩy trang trước khi đi ngủ. 6. Tránh thức khuya, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày. 7. Tập thể dục tăng sức đề kháng. 8. Tránh làm việc quá sức. 9. Luôn giữ tinh thần thoải mái. 10. Các phương pháp trị thâm mụn nên thực hiện kiên trì để đạt kết quả tốt nhất. Và cuối cùng, trường hợp mụn viêm nặng thì nên đến bác sĩ để thăm khám và tư vấn. Phương pháp phòng ngừa mụn hiệu quả. Để tránh triệt để thâm mụn thì ta nên phòng ngừa mụn ngay từ lúc đầu với các phương pháp phòng ngừa mụn hiệu quả sau đây. 1. Điều trị mụn sớm giảm thiểu tới 70% việc tổn thương và để lại thâm mụn. 2. Tuyệt đối không cạy nặn mụn bằng tay hoặc là cắt vật cứng. 3. Không sử dụng kem trị mụn không đảm bảo chất lượng. 4. Giữ vệ sinh da, đồng thời bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. 5. Luôn sử dụng kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài trời. 6. Tăng cường bổ sung vitamin C, E, PP, glutathione, lecithin. Và hạn chế ăn đồ ngọt, đường, chất béo, đồ ăn cay nóng và các đồ uống chứa chất kích thích. Trên đây là một số thông tin hữu ích để bạn tham khảo cách trị mụn thâm tại nhà hiệu quả nhanh nhất. Bạn cần kiên trì áp dụng đều đặn các phương pháp, làn da của bạn sẽ tự nhiên trắng mịn và sạch mụn. Hãy chọn ngay một phương pháp phù hợp và kiên trì áp dụng để đánh bay lũ mụn đáng ghét, lấy lại làn da mịn màng và tươi trẻ nha. Các phương pháp này không những mang lại hiệu quả cao mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí làm đẹp đó. Bên cạnh đó thì để trị mụn hiệu quả, bạn cần biết rửa mặt sạch sâu đúng cách, tẩy tế bào chết thường xuyên để làm sạch bã nhờn, bụi bẩn trên da, giúp da luôn thông thoáng và sạch sẽ. Vì một làn da sạch sẽ giúp hạn chế sự phát triển của mụn. Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha.
Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.